trang trước đây của chị rất là solid. Bây giờ sau quá trình chỉnh nha, chị thấy rất là hoàn hảo. 10 điểm, 10 trên 10. Hôm nay là một cái ngày đặc biệt với Nở ha. Thì đầu của em thì em thấy cái trục răng hồi xưa là cái răng dưới nó hoàn toàn nó bị đổ về một hướng, và nó bị cắn hở vùng răng cửa này. Thì cái chỗ này là mình đang bị mất răng rồi, có chân răng nữa, cho nên cái kế hoạch mà anh sắp xếp mình làm cho em là kế hoạch nó rất là khó. Thì nụ cười của em ban đầu thì răng do răng không đều, cho nên cái răng xì vô cái răng xì ra. Thì nói chung là cái tình trạng ban đầu như vậy mà so với là bây giờ thì nó quá nhiều thay đổi rồi ha. Cảm ơn em đã đồng hành với anh trong một khoảng thời gian dài ha, và chúc mừng em đã có một cái hàm răng mới. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều luôn. Răng đều. Răng đều và quan trọng là mình khớp cắn em ngay rất là ok luôn. Rất ok ha. Dạ đúng. Khớp cắn này là nói chung là sẽ giúp cho em có một cái sức khỏe lâu dài. Dạ, em cảm ơn. Ok, chúc mừng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Nói chung nha Hoa, chị tới chị làm nói chung là bác sĩ, từ bác sĩ tới đội ngũ nhân viên rất là tận tâm, nhiệt tình. Bác sĩ là có tay nghề rất là ok, có tay nghề giỏi. 10 điểm, 10 điểm. Cảm ơn bác sĩ Minh và mọi người nha.